Ai, một mình là ăn một miếng bánh dẻo, một miếng bánh nướng to này là hơi nhiều. Nhờ mình làm video quay, mình làm video quay giải trí cho các bạn nên là cố ăn, nó cũng rất là ngon, mình cũng rất khoái ăn. Mình nghiện cái là bánh nướng và bánh dẻo. Chào cả nhà đang xem kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay là đúng là ngày rằm Trung thu 15 tháng 8 năm 2020. Tết Trung thu nhé. Mình sẽ tiến hành là mở cái hộp bánh Trung thu của hãng Đông Phương ở Hải Phòng. Một thương hiệu Đông Phương có tiếng nhé. Sen và có chữ trung bánh Trung thu, đẹp chưa? Tết Trung thu thì phải có bánh Trung thu. Bánh Trung thu thì bây giờ người dân lại đang theo cái xu thế là quay lại ăn những cái bánh gia truyền, bánh cổ gia truyền ngày xưa. Có một cái hương vị rất là ngon, dễ nhớ. Cơ sở cái thương hiệu bánh Đông Phương này ở Hải Phòng thì nó có địa chỉ là 172 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng nhá. Và điện thoại là 0225 3592789. Đấy, các bạn mà có nhu cầu ăn bánh của hãng Đông Phương thì cứ gọi để đặt bánh. Vừa rồi để mà được ăn cái bánh này là mình cũng tốn rất nhiều công, bởi vì là phải xếp hàng đấy, phải đặt, phải đứng xếp hàng mới có bánh. Nhưng mà bánh ngon thì chắc là nó sẽ được toại nguyện cái ý định là được thưởng thức cái bánh này của mình. Đây này, Đông Phương là nhãn hiệu truyền thống nổi tiếng, đậm đà hương vị cổ truyền người dân Việt Nam. Đây nha, đây là sản phẩm đạt tiêu chuẩn bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp số sản phẩm đạt chứng chỉ ISO, sản phẩm được tặng huy chương vàng này, an toàn vì sức khỏe cộng đồng và thương hiệu này. Cái mẫu mã nó đơn giản này, trang nhã này. Để xem mặt sau của nó nhé. Đây, để các bạn có thể là xem công ty trách nhiệm hữu hạn bánh mứt Đông Phương, số 172 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng. Sản phẩm bánh nướng này, bánh nướng thập cẩm này, gồm có bột mì này, bột nếp này, đường kính này. Đấy, rất nhiều thứ này. Đấy, bánh nướng nhân mềm này. Đấy, bên này bánh dẻo này, bánh dẻo nhân thập cẩm này, rồi bột này gồm bột nếp chín, đường kính, thịt xá xíu này, hoặc gà quay, lạp xưởng này, trứng mặn này, nếu có vừng rang này, hạt dưa này, vân vân. Bánh dẻo nhân mềm này, hướng dẫn sử dụng và bảo quản này. Đấy, mặt sau của bánh nhá, ghi thông tin đầy đủ luôn. Các bạn có thể là đấy, các bạn có thể dừng video lại để các bạn xem, đọc từ từ nhé, để biết hết được nhé.
thu phục uống nước chè, ngồi ngắm du thuyền Hạ Long các bạn ạ. Đông Phương ở Hải Phòng, bánh rất nổi tiếng này. Mấy năm nay bánh rất nổi tiếng. Mọi người thông cảm, mình một tay cầm điện thoại, một tay mở bánh nên là nó hơi bị lâu. Wow, thấy chưa? Bánh rất đơn giản cả nhà. Bánh rất đơn giản thôi, nhưng mà ngon lắm. Đây là hộp 4 chiếc nhá. 4 chiếc là 2 cái bánh nướng. 2 cái bánh nướng và 2 cái bánh rẻ. Đây, bánh nướng là thương hiệu Đông Phương này. Bánh nướng này, thương hiệu Đông Phương nhá. Thấy chưa? Đây là bánh dẻo nhá. Bánh dẻo Đông Phương này. Bánh này thì có trọng lượng chắc chỉ 200g, 150g, 160g. Đây, trọng lượng 160g. Thấy chưa? Đây là bánh dẻo đấy nhá. Cái hộp này là gồm 2 bánh dẻo, 2 bánh nướng. 2 bánh dẻo, 2 bánh nướng. Rất ngon luôn. Mình rất thích ăn bánh nướng thập cẩm dẻo. Mình phê quá. Bánh Phương Đông, Đông Phương quê ở Phương Đông. Bánh Trung Thu Đông Phương Hải Phòng. Địa chỉ 172 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng nhá. Tiên mình ăn cái bánh này, mình trước khi ăn thì mình review cho các bạn để các bạn xem video. Bạn nào, các bạn mà yêu thích kênh của mình thì ủng hộ mình, bấm đăng ký kênh nhé, bấm like, share và comment nhé, comment ở bên dưới để mình tiếp tục quay các cái video giải trí nhá, các video giải trí để phục vụ mọi người nhá. Thank you.
chưa? Mình để thử xem nhá. Mình sẽ ăn thử cái miếng bánh dẻo trước mọi người nha. Đây, bánh dẻo nhân này. Ngon chưa? Nhân rất là đẹp, đồ đẹp luôn. Ăn thử nhá. Ngon quá. Đúng là cái hương vị cổ truyền. Dẻo nhân thập cẩm nhá. Bánh dẻo này thì mình ăn và mình cảm nhận thấy nó có, thứ nhất là bún nếp này, đường kính này, thịt xá xíu này, hoặc là gà quay, lạp xưởng, vừng rang, những cái hạt hạt đấy là vừng rang, thỉnh thoảng có hạt dưa này. Hạt dưa và mứt bí, mứt sen này. Quả là hương vị vani bánh này. Đấy. Cái thịt xá xíu này thì chắc là hương vị của làm xá xíu thì chắc là bằng thịt lợn và ngũ vị hương gì đấy. Đấy. Ngon lắm ạ. Vừa ăn xong rất ngon. Ngon. Bánh này nó không ngọt lắm. Ngọt nhưng không ngọt lắm. Ăn được phù hợp. Đây là cái bột nếp dẻo này. Nếp dẻo này, hương vị vani. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục để thưởng thức sang cái bánh nướng nhá. Bánh nướng mình thích ăn hơn. Mình là ăn một miếng bánh dẻo với một miếng bánh nướng to này là cũng hơi nhiều. Nhờ mình làm video để quay, mình làm video quay giải trí cho các bạn, cho nên là cố ăn nhá. Cũng rất là ngon, mình cũng rất là khoái ăn. Mình nghiện cái bánh nướng và bánh dẻo gia công. Gia công là ăn có cái hương vị ngày xưa, sướng, ăn sướng mồm. Thì nó cũng ngon, mình không thích cái bánh thời bây giờ.
quay video ăn bánh Trung Thu Đông Phương ở Hải Phòng nhé, một thương hiệu bánh nổi tiếng ấy. Quay video mục đích để giải trí thôi. Các bạn xem thì nhớ ủng hộ kênh của mình, bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thưởng thức thử cái miếng bánh nướng Trung Thu Đông Phương này nhá. Ngon chưa? Nhìn ngon quá. Để ăn thử rồi. Sần sật, thơm. Vỏ bánh ở ngoài rất là êm, cắn và ngập cho răng. Cái nguyên liệu của cái bánh nướng này thì chắc là có bánh nướng thực cẩm này thì chắc là có bột mì này, nó bột nếp chín, đường kính, thịt xá xíu, gà quay gì đấy. Và nó có thỉnh thoảng có những miếng thịt mỡ ướp ăn nó dai dai, lạp xưởng dai dai hoặc là trứng mặn, có một ít trứng mặn, hạt dưa vừng rang nữa, mứt bí và hạt sen, có đầy đủ điểm hết có. Và đặc biệt ăn cái này là có cái vị thơm đặc biệt là của lá chanh và dầu thực vật và hương vani nữa, thật sự là rất là ngon. Thỉnh thoảng ăn dính cái miếng lá chanh, có tí lá chanh thơm về thế. Mọi người ăn bánh Trung Thu Đông Phương với mình nhá. Các bạn nhìn thấy hạt dưa không này, hạt dưa xá xíu. Video mục đích để giải trí nhá. Các bạn cần xem thêm các cái thông tin chính thống chi tiết về cái hiệu bánh mứt Đông Phương này thì đọc cái thông tin giới thiệu ở dưới nhá. Trong cái mô tả video ấy mình sẽ mô tả đầy đủ các loại bánh nướng, bánh dẻo của cái thương hiệu bằng như bánh mứt Đông Phương ở Hải Phòng này. Thật sự là ngon. Mình thích cái hương vị này, thích cái cổ truyền này. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thu Hà Nội nhá. Xin cảm ơn rất nhiều. Mình xin dừng video ở đây. Chúc các bạn sức khỏe, mọi sự tốt lành.